Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Chiều ngày 7 tháng 12, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh đã báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri, nhân dân về tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự. Trong đó, ông Mạnh đã thông tin về việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, 24 ngày qua, dư luận xã hội quan tâm rất nhiều đến việc công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ luật, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bến Tre. Khi bị bắt, ông Nhưỡng làm phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Việc khởi tố bắt tạm giam ông Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, thường gọi là Cường Quắt, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, có 3 tiền án. Cường điều hành băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2020 đến năm 2022, Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt gần 5 tỷ đồng của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Cường và đồng phạm đã tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép, buộc các doanh nghiệp trả tiền theo khối lượng cát khai thác được. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước với ông Nhưỡng, Cường từng nói với nhiều người rằng ông Nhưỡng là bố nuôi. Cường đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng để các nhóm xã hội này không gây khó khăn cho hoạt động phi pháp của Cường. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức để Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều được thực hiện theo quy trình, quy định, có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp, toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác, nhưng nếu vi phạm thì vẫn phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, ông Nhưỡng không là ngoại lệ. Việc khởi tố xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định, ông Mạnh thông tin. Quá trình thi hành lệnh bắt khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thu giữ, quản lý nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh phục vụ công tác mở rộng vụ án, đảm bảo toàn diện, triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri và nhân dân, song đề nghị nhân dân không nên sốt ruột, nghi ngờ mà cần tìm hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan đúng vụ việc.